chấp thuận của ban chỉ huy lực lượng thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đón tiếp ban trị sự và phật tử chùa Hoàng Pháp đến thăm tặng quà cho học viên trung tâm giáo dục dạy nghề và giải quyết việc làm Hồng Xuân. Đó là lý do của buổi gặp mặt ngày hôm nay. Quý vị lãnh đạo trung tâm giáo dục dạy nghề và giải quyết việc làm Nhị Xuân, kính thưa các bạn học viên thân mến, hôm nay chúng tôi đại diện cho chư tăng và phật tử chùa Hoằng Pháp nhân dịp đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc được tổ chức tại Việt Nam, và để chia sẻ niềm vui chúng tôi đến trước là thăm quý vị lãnh đạo trung tâm giáo dục, đồng thời cũng thăm các bạn học viên và cũng có chúc quà để gửi đến các bạn. Chúc các bạn có được sức khỏe và sớm trở về đoàn tụ với gia đình, xây dựng cuộc sống được hạnh phúc ấm no. Kính thưa các bạn học viên, tất cả chúng ta trong cuộc sống ai cũng mong muốn mình được an lạc và hạnh phúc, và đó là mục đích mà mọi người đều hướng đến. Thế nhưng có những thứ hạnh phúc mà rất đơn giản, rất gần gũi mà chúng ta không biết. Đó chính là sự toàn vẹn của thân thể, đó chính là sức khỏe. Thông thường chúng ta nghĩ rằng mình có nhiều tiền là có hạnh phúc. Nhưng xin thưa với các bạn, nếu chúng ta có nhiều tiền mà mình là bệnh hoạn, ốm đau cũng không thể có hạnh phúc. Bản thân của chúng ta được sinh ra trên cuộc đời này với đầy đủ lục căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó là một hạnh phúc rất lớn. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng là mình phải đi tìm một cái hạnh phúc nào đó ở bên ngoài. Chúng ta không biết rằng khi chúng ta có đầy đủ sức khỏe, đầy đủ lục căn là một hạnh phúc lớn. Tôi xin lấy một thí dụ để cho các bạn thấy rõ rằng hàng ngày chúng ta có hạnh phúc mà mình không cảm nhận được cái hạnh phúc đó. Thí dụ, chúng ta có đôi mắt để nhìn, đây là một điều hạnh phúc lớn lắm. Một ngày nào đó chúng ta bị đau mắt không thấy đường, hoặc bất hạnh chúng ta gặp tai nạn mà mù một đôi mắt, thì chúng ta mới thấy rằng trước đây mình có đôi mắt để nhìn, để thấy, mà mình không thấy được cái hạnh phúc đó. Bây giờ mất đôi mắt rồi, chúng ta mới thấy rằng đôi mắt là hạnh phúc. Bản thân của tôi trước đây bị bệnh sạn thận. Như quý vị cũng biết, cái bệnh này nó không có nguy hiểm, nhưng mà khi lên cơn thì đau lắm, đau chịu không nổi, có thể gây ói mửa, lăn lộn. Khi phát bệnh thì tôi nhìn thấy những người xung quanh của mình, rồi nhìn ra ngoài đường thấy họ vừa cười vừa nói, vừa sinh hoạt rất là vui vẻ. Và tự nhiên tôi thấy rằng
lâu nay mình có hạnh phúc mà mình không biết, hôm nay bị bệnh, đau đớn, mình mới thấy rằng những giây phút bình thường như thế mình có hạnh phúc mà không nhận ra. Cũng như thế, hàng ngày các bạn có được cặp mắt để nhìn, có được đôi tai để nghe, có được cái miệng để nói, có được cái chân để đi, có được cái tay để cầm, có được cái đầu óc để suy nghĩ. Nhưng chúng ta không biết rằng đó là điều hạnh phúc. Khi nào mình bị mất đi thì chúng ta mới thấy rằng đó là điều hạnh phúc. Chúng ta được sinh ra với đầy đủ như thế này, chúng ta chưa cảm nhận được cái hạnh phúc. Nhưng với một người cũng sinh ra như chúng ta, họ không có đôi mắt, thì đôi mắt đối với họ là một điều hạnh phúc rất lớn. Là người sinh ra mà không nói chuyện được, bị câm, khi họ nghe chúng ta nói, họ rất là mong muốn được nói chuyện như chúng ta thôi, chứ không phải là mong là được làm triệu phú hay là được làm đại gia gì cả. Họ chỉ mong rằng họ được nói, đó là điều hạnh phúc lớn. Nhưng mà đối với những người đó là rất khó. Có những người sinh ra họ có tay nhưng mà họ không cử động được, họ có chân nhưng mà họ không đi được, họ có cái đầu nhưng mà họ không suy nghĩ được. Đó là những người bại não, đó là những người liệt, những người què, những người tàn phế. Họ mong muốn như chúng ta thôi, họ chỉ ước mơ rằng họ được có mắt, có tay, có chân, có đầu để suy nghĩ, rất là bình thường như vậy. Nhưng mà họ không có, không được, mà chúng ta hiện tại đang được những điều đó. Thế nhưng chúng ta đâu có thấy rằng mình có hạnh phúc đâu. Đôi khi chúng ta lại đi tìm những cái hạnh phúc ảo để rồi đem lại cái đau khổ cho mình. Chẳng hạn như chúng ta đi tìm đến cái niềm vui ở cờ bạc, ban đầu thì chúng ta thấy nó có niềm vui đấy, nhưng sau này chính cờ bạc lại đem đến cho chúng ta cái đau khổ. Đau khổ ở chỗ nào? Ở chỗ rằng chúng ta bị say mê vào nó, không có cờ bạc, không đi chơi được là chúng ta buồn. Và chính cái cờ bạc đó dẫn chúng ta đến tan nhà nát cửa, dẫn chúng ta đến gia đình đổ vỡ, dẫn đến hạnh phúc của chúng ta cũng tiêu ma. Hàng ngày chúng ta đi tìm hạnh phúc, tìm niềm vui qua những cái cuộc nhậu, những chén rượu. Lúc đầu đó là chuyện bình thường, lúc đầu chúng ta làm chủ được nó. Nhưng khi lâu rồi bắt đầu nó làm chủ mình thì chúng ta trở thành nô lệ, không có nó chúng ta sẽ khổ. Và chính nó phá hoại cuộc đời của chúng ta, phá hoại thân thể của chúng ta, phá hoại hạnh phúc của chúng ta. Lúc đó chúng ta muốn dừng lại cũng rất khó. Cũng thế, các bạn đôi lúc cứ nghĩ rằng mình đi đến xì ke ma túy đó là một niềm vui. Lúc đầu chúng ta làm chủ được nó, nhưng một lúc nào đó nó làm chủ mình và mình trở thành nô lệ. Khi mình đã trở thành nô lệ, dần dần mình sẽ đi vào con đường đau khổ, tội lỗi và sa đọa. Như vậy cái hạnh phúc không phải là ở bên ngoài đưa tới, mà cái hạnh phúc đó chính là từ ở bên trong của chúng ta. Nếu chúng ta biết nhận thức rằng hàng ngày mình đang có được hạnh phúc, mỗi ngày các bạn nên suy nghĩ lại, cái thân của mình ở đây là do ai mà có? Do cha mẹ sinh thành dưỡng dục. Được cái thân của chúng ta ngày hôm nay là một quá trình rất là gian nan, vất vả, cực nhọc của cha, của mẹ. Và đó là niềm hy vọng của gia đình. Thế nhưng chúng ta lại vô tình mình hủy hoại
cái thân thể của mình, có nghĩa là mình hủy hoại cái công lao của cha của mẹ mình. Ở đây các bạn học viên, theo tôi nghĩ rằng cũng có những người đã có gia đình và có những người chưa có gia đình. Những người có gia đình thì các bạn đã thấy cái tình thương của người cha, người mẹ đối với người con như thế nào. Và cái công lao để được sinh ra một con người thì nó lớn như thế nào. Cách nay nửa tháng tôi có xem cái tờ báo Tuổi Trẻ, và trong đó có đăng một tin và chụp cái hình ảnh gợi cho tôi một cái cảm nghĩ là hiện tại đang có cái dịch sởi ở Việt Nam chúng ta, và cụ thể ở ngoài miền Bắc. Và trong báo đưa tin là có hơn 100 em chết vì bệnh sởi. Thì trong cái hình của báo Tuổi Trẻ có chụp một người cha bế người con chắc mới có khoảng hơn một tuổi thôi bị chết vì bệnh sởi, ẵm đứa bé vừa đi như thế thì người cha vừa khóc, và người vợ đi đằng sau thì gục lên gục xuống, phải có hai ba người đỡ. Thì khi nhìn thấy cảnh này, chúng ta mới thấy hết được cái tình thương của người cha người mẹ đối với người con, và niềm hy vọng của người cha người mẹ đối với người con như thế nào. Bây giờ các bạn cứ suy nghĩ, mình bỏ ra một cái số vốn để làm ăn, mong rằng sau này nhờ cái số vốn đó mà mình có được một cuộc sống ấm no hạnh phúc, nhưng chẳng may bị làm ăn thua lỗ và toàn bộ số vốn đó đều mất hết, thì các bạn có buồn không? Chắc chắn rằng chúng ta buồn lắm, bởi vì bao nhiêu công sức mồ hôi nước mắt của mình bỏ ra để rồi bây giờ mình trắng tay. Đó là điều buồn. Cha mẹ sinh chúng ta ra với mong ước rằng sau này chúng ta sẽ là những con người có ích cho gia đình, cho xã hội. Nhưng do chúng ta không nhận thức đúng đắn, để rồi mình đi tìm cái hạnh phúc ảo ở bên ngoài, dẫn đến gây đau khổ cho bản thân, cho gia đình và cho cả xã hội. Và những việc làm của chúng ta theo như Đức Phật dạy, do chúng ta chưa nhận thức đúng đắn, hoặc là do chúng ta bị những kẻ xấu rủ rê. Còn chính tất cả các bạn ngồi đây, theo tôi nghĩ là nạn nhân của vô minh, của những người xấu. Và Đức Phật cũng dạy rằng tất cả chúng ta đã làm người thì ai cũng có lỗi lầm. Nếu không có lỗi lầm thì không phải là con người, đó là bậc thánh. Như vậy thì ở đây tôi và các bạn cũng là con người, thì ai cũng có lỗi lầm. Thế nhưng tôi khác các bạn ở chỗ nào? Ở chỗ rằng tôi biết thấy cái lỗi lầm của mình để rồi mình sửa thì mình trở thành một người tốt. Có vậy thôi. Còn nếu các bạn mà không thấy được lỗi lầm của mình, không sửa đổi, thì mình sẽ trở thành một con người tội lỗi, một con người sa đọa, một con người đau khổ. Cũng dính do nhận thức của chúng ta thôi. Nếu chúng ta biết nhận thức đúng thì chúng ta có thể thay đổi được cái hành động của mình. Nhân dịp hôm nay tôi cũng xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Câu chuyện này có thật ở cuộc đời của Đức Phật. Có một anh tên là Angulimala, rất đẹp trai, thông minh, học giỏi, hiền lành, lễ phép. Nói chung về trí tuệ thì anh ta rất thông minh, về thân tướng thì đẹp trai, và về đạo đức
thì anh ta cũng gọi là một con người gương mẫu, học ở một trong một cái trường thì với cái sự thông minh, học giỏi, lễ phép, ngoan hiền, đạo đức như vậy, cho nên vị thầy trước học sinh lúc nào cũng khen hết, các em phải noi theo gương của bạn này. Bạn này học giỏi nè, đạo đức nè, hiền lành nè, dễ thương nè, vân vân. Từ đó những cái người bạn mới sinh cái tâm đố kỵ. Nói như vậy thì cái thằng này cái gì nó cũng nhất hết rồi, thế là mình bị ra rìa. Cho nên các bạn học với nhau đó mới bàn kế hoạch để hại cái anh Gulimala này. Thế nhưng bây giờ để kiếm cách hại anh ta đó cũng rất là khó, vì anh ta là một người quá tuyệt vời rồi, về mọi mặt đạo đức cũng như là về trí tuệ, về hạnh kiểm, về thân tướng. Và bây giờ mình nói xấu anh nói cái gì đây? Rồi cuối cùng thì họ mới chia ra làm ba nhóm để xuyên tạc, làm cho cái vị thầy này sẽ có cái kế hoạch để giết anh. Cái nhóm thứ nhất đến gặp thầy, nói thưa thầy, cái anh Gulimala này anh đang có âm mưu để giết thầy, thầy nên cảnh giác coi chừng. Thế nhưng vị thầy đã sống với anh này cả hàng bao nhiêu năm rồi, biết được anh này là một người quá tốt, tại sao lại nói vậy? Và ông thầy mới nói tụi bay là đố kỵ người ta, cho nên muốn hại người ta, chứ nó là người rất là tốt. Thế là đuổi cái nhóm này đi. Nhóm thứ hai lại đến cũng nói với thầy cái nội dung như vậy: thưa thầy, cái thằng Angulimala này nó đang có cái kế hoạch âm mưu để giết thầy đó. Thầy nghe cũng la cho mấy anh này một trận, xong rồi đuổi đi. Và nhóm thứ ba cũng đến thưa như vậy, và thầy cũng la cho mấy anh này một trận, đuổi đi. Thế nhưng mà trước khi đi đó, cái nhóm thứ ba này rất là khôn, nói rằng: thưa thầy, thầy đuổi thì chúng con đi, nhưng mà thầy phải nên đề phòng, tụi con thương thầy nên mới nói. Thầy để ý thêm, cái thằng này á, nó bề ngoài rất là lễ phép, rất là ngoan, rất là tốt, nhưng mà ở bên trong nó đang âm mưu giết thầy đó, thầy phải coi chừng. Thế là sau khi đuổi ba cái nhóm này đi rồi, thì vị thầy này mới có cái suy nghĩ là không biết làm sao mà ba nhóm đều đến nói với mình cùng giống nhau, không có lửa thì làm sao có khói. Thế là ông thầy bắt đầu nghi, và chính cái nghi ngờ đó nó dẫn đến sự ám ảnh, có nghĩa là bắt đầu thầy sợ, để ý sao thằng này nó lại lễ phép như vậy, tại sao thằng này nó lại như vậy, cho đến nỗi mà trong giấc ngủ của ông cũng bị ám ảnh là nó âm mưu giết. Có nhiều đêm đang ngủ ông ta la lên vì gì thấy anh ta đến giết ông. Tôi cũng nhớ hồi đó có đọc một cái câu chuyện, cái ông mà mất búa, ông mất cái búa, thành ra ông nhìn ai cũng là người ăn cắp búa của ông hết á. Thấy ai đến ông á, ồ cái thằng này đúng là ăn cắp búa của mình đây, nhìn cái mặt nó giống ăn cắp quá. Thế chừng mai mốt kiếm được thấy búa thì không phải. Cho nên khi cái tâm của mình nó bị ám ảnh rồi đó, thì ông thầy bắt đầu này cứ nghĩ rằng thằng này nó sẽ giết mình. Thế là thầy mới tìm cách để giết học trò. Mà bây giờ thằng này nó lại tốt quá, nó ngoan quá, mình giết nó bằng cách nào đây? Thế là một hôm á, ông gọi cái anh Gulimala này lên: hôm nay
Thầy gọi con lên, Thầy thấy rằng trong tất cả các học trò có con là người học giỏi, đức hạnh, lễ phép, ngoan hiền, cho nên Thầy muốn trao cho con một cái phép màu. Và cái phép màu này á, phải đòi hỏi con là một phi nhân, con có làm được không? Anguimilimala mới trả lời: dạ thưa Thầy, Thầy dạy thì con sẽ cố gắng làm. Cái anh mới hỏi phi nhân là sao? Thầy mới nói: bây giờ con phải đi giết người, giết đủ 100 người, rồi về đây Thầy sẽ chỉ cho con một cái phép, và con luyện tập, sau này con sẽ là người gọi là hô phong hoán vũ, là người có thể thông suốt cả quá khứ vị lai, và con sẽ là người lãnh đạo cả cái đất nước này. Nghe như vậy anh Ulimala cũng thích quá. Thế nhưng mà anh ta nói: thưa Thầy, con từ xưa đến giờ chưa có giết người và cũng chưa có bao giờ cầm dao, cầm gươm. Bây giờ con làm việc này chắc không được. Ông Thầy cũng lo rồi. Ông nói: nếu mà như vậy thì con sẽ không làm được việc lớn. Thôi thì con cứ đi về đi. Sau đó Angulimala mới suy nghĩ: Thầy mình nói như vậy, chẳng lẽ mình lại phụ lòng Thầy mình. Thì thôi, bây giờ mình cũng hy sinh để làm cái việc này, để học đạo, để có thể sau này giúp ích cho đời. Thế là anh ta đến thưa Thầy đồng ý. Và sau đó thì Thầy lại dạy cho anh ta những cái môn võ nghệ để đi giết người. Và ông Thầy ông cũng dặn rất kỹ: ngày mai con đi thì con phải đi âm thầm, đừng có nói cho ai biết hết, nếu mà biết thì nó lộ, cho nên con cứ âm thầm đi. Và con giết đủ 100 người thì về đây Thầy sẽ dạy cho con cái phương pháp để con có thể sau này trở thành một người tài giỏi nhất thế giới. Thế là anh ta đi vào rừng bắt đầu giết người. Lúc đầu anh ta giết người cũng sợ lắm, giết một người anh ta run rẩy, anh ta thấy tội nghiệp đủ thứ hết. Nhưng mà về sau đó, vì nghĩ đến cái việc lợi ích, cái thành công trong tương lai, cho nên anh ta cứ nhắm mắt mà giết. Lúc đầu anh ta giết thì chặt mỗi người một ngón tay để làm dấu, để tính là biết là mình giết được bao nhiêu người. Thế nhưng anh ta lại ở trong một cái hang động, ở trong khu rừng. Khi đem mấy ngón tay về để đó thì bị chuột nè, bị chim nè, nó tha mất. Rồi cuối cùng anh ta không biết mình giết được bao nhiêu nữa. Sau đó anh mới suy nghĩ là bây giờ mình phải kiếm cái dây mình cột lại, cột lại rồi mình phơi cho nó khô. Sau đó anh ta đeo lên cổ rồi, cứ mỗi một người anh ta chặt lấy một ngón tay rồi cột lại thành sâu, phơi khô, đi đâu là anh đeo lên cổ. Anh ta tiếp tục giết người như thế, đến nỗi mà nguyên cái khu vực đó dân chúng người ta phải di cư, phải chạy đi chỗ khác hết. Và sự việc này được báo lên cho vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc đem quân đi để chuẩn bị truy lùng cái anh Angulimala này. Thì trong thời gian anh ta giết cũng rất là khá lâu rồi, còn có một người nữa thôi, 99 ngón tay rồi còn có một người nữa là đủ. Nhưng mà kiếm hoài không ra, anh ta sốt ruột quá. Thì lúc đó gia đình anh được tin là nhà vua đang chuẩn bị đem quân đi để giết anh. Thì người cha của Angulimala, quý vị biết là ai không? Đó chính là quân sư, có nghĩa là thầy của vua. Nhưng mà họ không biết rằng
đó là con của ông quân sư, không biết. Và khi nghe được cái tin này đó, thì cái người cha đã có linh tính biết rằng đây là cái thằng con của mình. Và người cha mới báo cho mẹ, có nghĩa là vợ của ông, biết là cái đứa con của mình đang phạm một tội rất nặng như vậy. Nhà vua đang chuẩn bị đem quân đi để giết. Thì bà mẹ mới nói với người cha, có nghĩa là người chồng đó, nói bây giờ ông phải tìm cách nào để giúp con mình chứ, để vua mà đem quân đi giết con mình hay sao. Ông trả lời, bây giờ cái chuyện con là con, mà cái chuyện đây là phép nước, và nó gây tội thì nó phải đền tội thôi, chứ tôi không thể làm gì khác hơn được. Thế nhưng người mẹ thì khác. Người mẹ thì cái tình cảm, cái trái tim, còn người cha thì cái lý trí. Cho nên đó, người mẹ không thể nào mà đành lòng để cho người con mình chết được. Bà ta mới chạy vào cái khu rừng đó để kiếm người con, báo cho con biết, để tìm cách trốn đi. Thấy mẹ mình đến là anh ta mừng quá, định sẽ giết mẹ mình để cho đủ số 100 để về để trình lên cho thầy. Thì anh ta cũng suy nghĩ, nói mẹ mình thì chắc chắn phải thương mình, thương mình thì phải hy sinh cho mình chứ. Có nghĩa là anh ta nghĩ rằng mình giết mẹ mình như vậy là cũng hợp lý thôi. Thế là anh ta thấy mẹ ở xa đi tới thì đem gươm ra. Vừa chạy ra thì lúc đó Đức Phật xuất hiện. Bởi vì Đức Phật cũng nghe cái tin này, và dân chúng phản ảnh là hôm nay Đức Phật cũng muốn đến để gặp cái anh này xem như thế nào. Thì khi mà cầm gươm tính rượt mẹ để giết, gặp Đức Phật, ảnh mừng quá, nó thôi vậy được tốt rồi. Thế là anh ta quay ra rượt Đức Phật. Rượt Đức Phật nhưng mà không hiểu như thế nào đó, anh ta chạy không nổi. Mà trong khi đó anh ta chạy nhưng mà Phật thì vẫn đi bình thản. Cái anh ta mới gọi, ê cái ông Sa Môn Bồ Đàm, đứng lại. Đức Phật nói, ta đã đứng từ lâu rồi, còn ông chưa có đứng. Khi nghe một câu này, ông ta tự nhiên có một cái suy nghĩ, ủa sao cái ông Phật cũng nói lại vậy ta. Ông đi mà ông nói ông đã đứng, mà ông đứng từ lâu rồi là sao? Ô cái ông Sa Môn Bồ Đàm này ông nói cái gì vậy? Ông đi mà ông nói ông đứng, mà ông nói ông đứng từ lâu rồi là đứng làm sao? Cái Đức Phật mới cười nói, ta đã đứng lại có nghĩa là ta đã dừng lại, không có làm việc ác, không có làm hại ai, không có giết ai từ lâu lắm rồi. Còn nhà ngươi vẫn tiếp tục giết người, vẫn tiếp tục làm hại cuộc đời. Khi nói như vậy tự nhiên anh ta giác ngộ, có nghĩa là anh ta tỉnh ra. Tỉnh ra. Và Đức Phật khuyên anh ta hãy nên hồi đầu đi, nếu không thì anh ta sẽ lãnh cái hậu quả đau khổ, và mạng sống của anh ta sẽ không toàn vẹn. Lúc đó tự nhiên anh ta buông gươm xuống, và Đức Phật mới đưa anh ta về tinh xá, cho anh ta xuất gia. Sau khi cho anh ta xuất gia rồi thì bắt anh ta ngồi thiền kế bên Đức Phật. Và vua Ba Tư Nặc dẫn quân đi để kiếm anh ta giết. Thì khi đi ngang qua tinh xá thì ghé thăm Đức Phật. Khi vào thăm Đức Phật, Đức Phật mới hỏi, hôm nay nhà vua có việc gì rất quan trọng cho nên đem quân đi đông như vậy? Vua Ba Tư Nặc trả lời, bạch Đức Thế Tôn cũng không có việc gì, chỉ có một tên sát nhân giết người rất là dã man, cho nên con đem quân đi để bắt và giết cái tên này. Đức Phật hỏi, thế hả? Vì vua mới hỏi, bạch Đức Thế Tôn, vậy chứ những người mà độc ác như thế này, mình có nên trừng trị họ hay không? Đức Phật nói, phải chứ,
những gì ác thì chúng ta phải trừng trị chứ. Rồi cái Đức Phật mới hỏi: thưa Đức Vua, nếu mà những người có làm những cái điều thiện, điều tốt thì vua có tha thứ, có ban thưởng hay không? Vua nói: ồ, điều đó là tốt chứ. Những người nào mà làm việc tốt thì mình nên khuyến khích, khen thưởng họ. Rồi, cái lúc đó Đức Phật mới nói: thưa Đức Vua, nếu Angulimala mà biết quay đầu, biết trở thành người tốt, biết trở thành một vị tu sĩ thì nhà vua có vui mừng không? Có ban thưởng không? Có hoan hỷ không? Cái nhà vua nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, con rất là hoan hỷ, con rất là vui mừng, và không những vui mừng, con còn ủng hộ cúng dường cho vị đó nữa. Hay lúc đó Đức Phật mới chỉ: đây, Angulimala ngồi đây. Nhà vua nghe xong cũng sửng sốt lên, bởi vì nhà vua đã nghe danh ảnh này giết người ghê gớm lắm. Thế Đức Phật mới nói: Đức Vua hãy bình tĩnh, con người này trước đây là người ác, nhưng bây giờ đã là người thiện rồi, người tốt rồi, không có hại cho ai nữa hết. Và thế là Đức Vua hỏi thăm xem con có đúng không, và cuối cùng thì nhận ra anh này đúng là Angulimala, kẻ giết người kinh khủng như thế, và bây giờ quay đầu trở thành một vị sư. Qua câu chuyện này, tôi muốn nhắn nhủ với các học viên rằng tất cả chúng ta là người thì ai cũng có lỗi, có lầm. Thế nhưng cái điều quan trọng là chúng ta thấy được lỗi, sửa lỗi thì chúng ta cũng trở thành người tốt. Ngay như Angulimala, lúc đầu là một con người tốt, nhưng vì vô minh, vì không nhận thấy được cái việc làm của mình nên đã hành động như thế, nhưng sau này lại hiểu ra và từ bỏ con đường tội lỗi đó thì cũng trở thành người tốt. Như vậy thì chúng ta là người, ai cũng có cái mặt tốt và mặt xấu hết. Các bạn cũng không nên mặc cảm về cái quá khứ của mình, chẳng qua chúng ta chưa hiểu thôi. Bây giờ mình hiểu rồi, mình thay đổi đi. Cũng một người này, cũng Angulimala, nhưng mà Angulimala trước đây là một tên giết người độc ác, nhưng cũng Angulimala sau này lại một vị thầy tu rất là hiền lành, cũng là một người đó thôi. Nhưng do cái suy nghĩ, do cái hành động mà biến con người mình trở thành tốt hay là xấu. Các bạn ngày hôm nay cũng thấy được rồi, thấy được cái xấu của mình trong quá khứ, bây giờ mình đổi lại mình thành người tốt. Chúng ta không có mặc cảm về quá khứ, tội lỗi của mình, mà mình phải nhìn thấy cái điều sai để mình sửa, và mình trở thành một người tốt, một người có ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Đó là điều mà hôm nay chúng tôi muốn đến đây trước là thăm các bạn. Cũng có một chút quà của quý Phật tử gửi đến để nhân mùa Phật Đản Liên Hiệp Quốc năm nay. Và đồng thời cũng mong rằng các bạn sẽ nhận thấy được những cái sai lầm của mình, và để rồi mình chuyển hóa nó, thay đổi nó, trong tương lai mình cũng sẽ là một con người tốt. Chúng ta chưa đến nỗi độc ác như Angulimala. Các bạn thấy không, Angulimala giết hàng trăm người, nhưng mà khi họ quay đầu lại vẫn là một con người tốt. Thì các bạn cũng chưa là gì hết. Các bạn còn rất nhiều cơ hội để làm lại cuộc đời và đem lại cái hạnh phúc an lạc cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Mình xin thay mặt cho chư Tăng và toàn thể Phật tử kính chúc các bạn có nhiều sức khỏe và sớm trở về với gia đình để trở thành những con người có ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn Thượng Hòa Thích Chân Tính. Kính thưa quý vị, kính thưa các bạn học viên, tiếp theo chương trình, kính mời Phật tử Tình Tính, thế danh là Lê Thừa Dương Hùng, trước đây có thời gian vướng vào tệ nạn ma túy như các bạn học viên của chúng ta ở đây, với thời gian là 6 năm. Sau thời gian cai nghiện, chữa trị, rèn luyện,
hiện là giám đốc cho doanh nghiệp Dương Hùng lên phát biểu và chia sẻ quá trình rèn luyện đấu tranh với bản thân hướng về pháp Phật để trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội. Xin trân trọng kính mời Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng bái bạch trên đơn sư phụ. Kính thưa ban giám đốc đã của trung tâm đã tạo mọi điều kiện để cho con có cuộc gặp gỡ trao đổi cùng tất cả bạn học viên hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các bạn học viên, mình tên là Lê Thừa Dương Hùng, pháp danh là Tịnh Tính. Thì trước đây nếu học năm 90, 97, 98 đồ mà các bạn có nghe Hùng Sầu ở ngã tư An Sương, băng đảng của Tâm Vo, thì các bạn biết Tịnh Tính đã từng 6 năm lăn lộn vật vã cái hàng trắng đó và vào trại cũng 2-3 lần, cũng do là bản thân quá vô minh, không hiểu được cái gì đúng cái gì sai, nên cứ mãi mê theo đuổi những cái mà mong manh, tìm những cái ảo giác, cảm giác mà ảo. Các bạn cũng thừa biết mình chỉ tìm cảm giác một chút nào đó thôi trong vòng 10, 15, 20 phút, nhưng chúng ta không trở tỉnh thì chúng ta đánh mất cả cái tương lai, cả cuộc đời cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Thì Tịnh Tính đứng trước mặt các bạn đây đã từng sống cuộc sống như vậy, và khi chúng ta vào trong đây thì chúng ta hối hận tại sao, nhưng khi chúng ta bước về ra khỏi cửa thì tật nào lại theo tật đó, ngựa cũng phải quen đường cũ. Nhưng cũng may thay cho cuộc đời Tịnh Tính, Tịnh Tính đi lần thứ ba về năm 99, thì Tịnh Tính cảm thấy chán ngán cái cuộc đời. Nếu mà mình cứ tiếp tục thì chỉ có con đường chết thôi. Còn muốn sống thì phải tìm ra một cái lối thoát và phải từ bỏ được nó đi, rồi mình mới tìm được cuộc sống cho bản thân mình. Từ đó, khi mà ra trại lần thứ ba, Tịnh Tính cảm thấy bơ vơ và lạc lõi, nó không có người thân, không ai cũng coi thường, ai cũng lánh xa. Nhưng may thay một cái duyên lành, Tịnh Tính những cái lúc đang hạnh phúc nhất thì Tịnh Tính đã tìm đến chùa, và cũng được sự từ cái duyên lành đó và những cái lời của quý thầy và một hộp cơm chay ở chùa Hồng Pháp mà làm cho Tịnh Tính thay đổi con người. Vì từ xưa tới giờ Tịnh Tính sống đâm thuê chém mướn, xì ke ma túy đủ hết, muốn ăn miếng cơm thì phải đổ máu, không ai cho không mình hết. Nhưng có một lần Tịnh Tính vào chùa ngồi thì có một thầy kêu chú xuống chay đường ăn cơm. Thì lúc đó Tịnh Tính không dám xuống chay đường, cũng không biết chay đường là cái gì nữa. Thì Tịnh Tính ngồi một hồi thì thầy mới cầm ra cho một hộp cơm, cầm hộp cơm trên tay mà nước mắt chảy. Và Tịnh Tính nghĩ ở chùa và cũng có cuộc đời này không hẳn ai cũng ghét bỏ những người xì ke như mình, mà cũng còn những người thương và những người mở cho mình một con đường sáng để mình đi. Và từ đó Tịnh Tính đã thường xuyên đi đến chùa, và nếu mà muốn làm lại con người thì phải bỏ. Các bạn cũng biết cắt cơn nó rất là dễ, đâu phải khó khăn gì đâu. Nhưng tại vì chúng ta không muốn làm, chúng ta cứ ham cái ảo giác, cái lân lân, cái cảm giác lân lân trên mây trên mưa thôi. Bạn cũng biết nếu mà chúng ta không bỏ nó đi thì chỉ có con đường chết, không chết sớm thì sẽ chết muộn thôi. Thì bản thân bạn bè Tịnh Tính các bạn cũng biết cái thời điểm đó là chết về cái vụ này rất là nhiều, ở ngã tư An Sương, ở Tân Bình rồi chết rất là nhiều. Thì lúc đó Tịnh Tính tự với một người bạn nữa và mướn một cái phòng và tự cắt cơn. Và cắt cơn xong thì Tịnh Tính đã đi đến chùa và nhờ sự giáo hóa của quý thầy và đã cho Tịnh Tính quy y. Và Tịnh Tính biết cái gì là kêu bằng luật nhân quả, mình
tạo cái gì thì mình phải chịu cái đó. Và những năm tháng Tịnh Tính sống trong tù thì rất là khổ. Và cũng may thay, Tịnh Tính có học được một cái nghề điêu khắc gỗ. Và Tịnh Tính mở một cái xưởng và cũng đón nhận tất cả các bạn và các em đến để mà Tịnh Tính dạy nghề. Chúng ta đừng có nghĩ về cái mặt tiêu cực nữa các bạn ạ. Tịnh Tính ta cũng đã từng rồi, khổ lắm. Không phải khổ cho bản thân mình mà khổ cho cha mẹ, gia đình, xã hội, tất cả. Nếu chúng ta nghĩ mãi cái cảm giác mà cứ tìm một chút cảm giác mong manh đó, cái chút vui vẻ trong 10-20 phút đó mà chúng ta đánh mất đi cả tương lai, cả quãng cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cũng là một con người, cũng bằng xương bằng thịt, giống hồi nãy sư phụ có nói chúng ta đầy đủ 6 căn. Tại sao chúng ta không dùng cái thân này để làm những cái việc có ích cho bản thân, có ích cho gia đình, xã hội, mà chúng ta phải vào trong đây để chúng ta ngồi? Tại sao chúng ta không đi tìm những cái việc thiện, những việc lành chúng ta làm, mà khi chúng ta bước về, bây giờ ở đây các bạn cũng lúc nào cái tâm lý muốn bước ra khỏi trại là muốn làm lại người tốt. Nhưng khi chúng ta ra, tại sao chúng ta lại không giữ ý cái ý chí đó mà ra cái là gặp bạn bè, thôi làm phát nữa, rồi làm phát cái lại đi lại. Tại sao vậy, cứ đi hoài vậy? Cũng vì chút vô minh, nói như sư phụ mình nói hồi nãy, là do chúng ta vô minh, chúng ta chưa nhận thức được, chúng ta chưa thấy được cái mà hại của nó. Thì các bạn cũng biết, nếu mình không bỏ nó thì chắc chắn một ngày mình cũng sẽ chết thôi. Nó gây ra đủ thứ bệnh trong người hết. Tịnh Tính đã từng đi lãnh bạn ở Bố La, tới giai đoạn cuối khổ lắm. Nói chung là thân thể gan phèo phổi gì tan rã, không còn một cái gì hết. Đâu ai ép chúng ta chơi nó đâu, tự chúng ta tìm tới nó mà. Thì giờ chúng ta phải dùng những cái ý chí mạnh mẽ để mà chúng ta bỏ nó đi, chứ chúng ta đừng có theo đuổi một chút cảm giác thôi mà chúng ta đánh mất hết tất cả. Bây giờ trong đây có 1000+ người, mà nếu 1000+ người này đừng có bị tai nạn xã hội thì giúp đỡ cho xã hội biết là bao nhiêu. Nhưng bây giờ lại vào đây rồi có người giữ, rồi phải tốn đủ thứ hết. Trước mặt các bạn đây đã từng 7 tuổi là bỏ nhà đi bụi đời, tới năm 29 tuổi mới biết đâu là bến là bờ. Cũng là một cái duyên lành nhờ quý thầy để mà hôm nay là Tịnh Tính đứng được trước mặt của các bạn. Và thời gian đến đây thì không được cho phép nhiều, nên Tịnh Tính muốn chia sẻ với các bạn một vài lời thôi. Lời sau cùng thì Tịnh Tính muốn nói, các bạn ơi, tất cả đang chờ các bạn, và chúc cho các bạn làm tốt nhiệm vụ của mình để sớm được về hòa đồng với xã hội và gia đình. Nam Mô A Di Đà Phật. Sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí Bùi Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm lên sân khấu để nhận quà. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Và xin trân trọng kính mời Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoàng Pháp, lên trao quà cho Trung tâm Nhị Xuân. Các bạn học viên thân mến, trong buổi họp mặt ngày hôm nay, ban trị sự và các Phật tử chùa Hoàng Pháp rất mong muốn được gặp tất cả các bạn học viên của Trung tâm Nhị Xuân. Tuy nhiên là do điều kiện về cơ sở vật chất cũng như là thời gian, nên Trung tâm Nhị Xuân chỉ cử đại diện học viên của các đội tham gia ngày hôm nay. Và tại buổi họp mặt ngày hôm nay thì các đội quản lý học viên sẽ cử đại diện các bạn học viên của đội mình lên nhận quà tại sân khấu. Không còn nữa đóa hoa cười nắng mai, giọt sương đầu ngọn cỏ vô thường em có hay. Một mai không còn nữa áng mây bay cuối trời, tóc xanh thay màu trắng suối nương chiều ra khơi. Bóng câu cửa sổ
giọt nước trôi dòng, hồn nhiên con bướm ngủ, nụ cười như bé thơ. Một mai không còn nữa, để lại gì mãi sau. Sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí Bùi Thanh Tuấn, giám đốc trung tâm, lên có đôi lời phát biểu cảm ơn trong cái buổi họp mặt ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa Thượng tọa Thích Chân Tính, chủ trì chùa Hoằng Pháp, chư tăng Phật tử chùa Hoằng Pháp, thay mặt cho cán bộ viên chức, học viên người sau cai của trung tâm Nhị Xuân, bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến Thượng tọa Thích Chân Tính, ban trị sự, quý chư tăng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã bớt chút thời gian đến thăm, chia sẻ, tặng quà cho các anh chị em học viên người sau cai trung tâm Nhị Xuân. Mặc dù đơn vị có nhiều cố gắng trong công tác chuẩn bị, song không tránh khỏi những sơ sót trong quá trình tiếp đón. Kính mong Thượng tọa Thích Chân Tính, ban trị sự, quý Phật tử chùa Hoằng Pháp thông cảm và lượng thứ. Một lần nữa kính chúc Thượng tọa, ban trị sự, quý Phật tử nhiều sức khỏe, tiếp tục có những việc làm giúp đời, giúp người sống tốt đời nhật đạo. Cuối cùng xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, các bạn học viên thân mến, lời phát biểu cảm ơn của đồng chí Bùi Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc trung tâm cũng đã kết thúc buổi họp mặt giữa ban trị sự Phật tử chùa Hoằng Pháp với các bạn học viên của trung tâm Nhị Xuân ngày hôm nay. Một lần nữa, ban tổ chức xin kính chúc quý thượng tọa, sư tăng, Phật tử của chùa Hoằng Pháp sức khỏe, luôn mang đến cho mọi người nhiều điều tốt đẹp nhất. Xin cảm ơn. Con và cầu cho cha của con không
cha vẫn an lành. Ngài rằm nhu lan, con cảm ơn trời, cảm ơn Phật vì đã cho con đến hôm nay. Một bông hồng đỏ thắm tươi con cài trên ngực, phận đời xa quê không ơn bên mẹ với cha hiền. Buồn lắm ai ơi, thế nên ai gần cha gần mẹ thì hãy thương lấy cha mẹ mình. Ngài rằm nhu lan, con cảm ơn trời, cảm ơn Phật vì đã cho con đến hôm nay. Một bông hồng đỏ thắm tươi con cài trên ngực, phận đời xa quê không ơn bên mẹ với cha hiền. Buồn lắm ai ơi, thế nên ai gần cha gần mẹ thì hãy thương lấy cha mẹ mình. Không ơn bên mẹ với cha hiền, buồn lắm ai ơi, thế nên ai gần cha gần mẹ.